Các bạn thân mến, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, một trong những lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo, đóng vai trò quan trọng trong việc giữ vững an ninh quốc phòng của đất nước. Thế nên những trang bị của lực lượng này luôn là mối quan tâm hàng đầu của người dân. Thế nhưng vài năm trở lại đây, rất ít thông tin cho thấy Cảnh sát biển Việt Nam được nhận thêm các loại tàu tuần tra chấp pháp hiện đại hay thông tin về việc đóng mới các tàu dành riêng cho Cảnh sát biển. Tuy nhiên, trước tình hình thế giới ngày càng trở nên phức tạp, Biển Đông liên tục dậy sóng, thì gần đây, tình trạng này đã có những chuyển biến tích cực. Thông tin về việc dự án tàu tuần tra TT 1.500 tấn của Cảnh sát biển Việt Nam chuẩn bị được triển khai đã khiến Đông Nam Á sửng sốt. Vậy thực hư về tin tức này ra sao? Liệu Việt Nam có thực sự sắp sở hữu con tàu nghìn tấn này hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Việt Nam là một quốc gia ven biển với diện tích trên 1 triệu km vuông, gần 3.000 đảo, quần đảo. Bờ biển có chiều dài hơn 3.260 km, trải dài qua 28 tỉnh, thành phố ven biển. Trong đó nhiều tỉnh, thành phố có hệ thống cảng biển, các khu kinh tế, du lịch ven biển là cửa ngõ, đầu mối giao thương về kinh tế, văn hóa, du lịch giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới. Những năm qua, tình hình thế giới, khu vực, nhất là tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, khó lường, xuất hiện nhiều tình huống mới về các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống như vi phạm chủ quyền biển đảo, các hoạt động tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, mất an toàn hàng hải, ô nhiễm môi trường biển ngày càng có chiều hướng gia tăng, xuất hiện nhiều vi phạm có yếu tố nước ngoài, có tổ chức chặt chẽ. Trước tình hình đó, việc xây dựng và phát triển lực lượng cảnh sát biển thành lực lượng chuyên trách, nòng cốt để thực thi pháp luật và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo trên các vùng biển và thêm lục địa của Việt Nam là một yêu cầu cấp thiết. Trước các nguy cơ phức tạp đang ngày một gia tăng trên các vùng biển chủ quyền của quốc gia, khi nước ngoài đang ngang nhiên thách thức các lợi ích cốt lõi của ta trong khu vực, thách thức lực lượng chức năng của Việt Nam, âm mưu biến các vùng không có tranh chấp thành những vùng có tranh chấp, từ đó đòi hỏi phải tiếp tục đầu tư nâng cấp trang bị tàu thuyền cho các đơn vị thực thi nhiệm vụ chấp pháp, bảo vệ chủ quyền là điều vô cùng cần thiết. Dù cho hiện nay, Cảnh sát biển Kiểm ngư Việt Nam đang là hai lực lượng chấp pháp phát triển có sức mạnh mạnh nhất trong khu vực Đông Nam Á, vượt trội mọi lực lượng chấp pháp của các quốc gia trong khối, thậm chí số lượng tàu thuyền đông đảo, hùng hậu bằng tổng số tàu thuyền của tất cả các lực lượng chấp pháp ASEAN cộng lại. Tuy nhiên, lực lượng chấp pháp của ta với mục tiêu phải trở thành một cơ quan có khả năng răn đe mạnh mẽ, là nắm đấm thép của quốc gia trên biển trong lĩnh vực thực thi pháp luật Việt Nam và luật pháp biển quốc tế trong vùng biển chủ quyền, phải là đối trọng mạnh mẽ để trực tiếp đối đầu với lực lượng hải cảnh, hải giám, hải tuần, ngư chính hùng hằng nguy hiểm của Trung Quốc, trở thành những hung thần đích thực trên Biển Đông. Chính vì vậy nên Việt Nam cần phải tiếp tục bổ sung thêm lượng tàu chấp pháp cỡ lớn là điều phải thực hiện nhanh chóng. Kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2020, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hiệp định cung cấp vốn ODA trị giá 320 triệu đô la cho dự án tăng cường năng lực bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải trên biển của Việt Nam. Trong đó, hiệp định nêu rõ, phía Cảnh sát biển Việt Nam sẽ được hỗ trợ khoản tín dụng để tiến hành đóng mới 6 tàu tuần tra TT-1500. Theo thông cáo báo chí của JICA, Biển Đông là khu vực chịu nhiều ảnh hưởng do thiên tai bão lũ, nên nguy cơ xảy ra tai nạn hàng hải cao. Hơn nữa, người, tàu hoạt động trên biển và lưu lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển ngày càng tăng, dẫn đến nguy cơ tội phạm đe dọa an ninh hàng hải tăng theo. Trong những năm gần đây, nạn buôn lậu, đánh bắt cá trái phép, nguy cơ khủng bố gia tăng. Do vậy, việc tăng cường giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu tại Việt Nam. Vì vậy, dự án này đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời góp phần thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trong chuyến thăm Nhật Bản, đoàn đại biểu Cảnh sát biển Việt Nam đã lên thăm tàu tuần tra PL-10 Buko của lực lượng tuần duyên Nhật Bản. Được biết, chiếc Buko là một trong 18 tàu tuần tra lớp Kunigami đang hoạt động trong biên chế. Tàu tuần tra lớp Kunigami có lượng giãn nước đầy tải 1.700 tấn, chiều dài 96,6 m, chiều rộng 11,5 m, mớ nước 5,2 m. Trái tim của tàu là hai động cơ diesel cung cấp động lực tới 20 chân vịt, cho tốc độ tối đa 25 hải lý trên giờ, 46 km trên giờ. Vũ khí của tàu gồm có một pháo siêu tốc JM-61 cỡ 20mm hoặc pháo Bushmaster 2 cỡ 30mm. Trong khi đó, tàu tuần tra TT-1500 có các thông số cơ bản bao gồm chiều dài 79m, chiều rộng 11m, chiều cao mạn 6,8m, mớ nước thiết kế 3,3m,
vận tốc tối đa 24 hải lý trên giờ, tầm hoạt động 4.000 hải lý, thời gian đi biển liên tục lên tới 30 ngày. Về vũ khí trang bị, căn cứ hình ảnh đồ họa thì tàu tuần tra TT-1500 sẽ được tích hợp pháo 25mm nòng đôi 2M3, nhưng không loại trừ khả năng trong tương lai, nó sẽ sử dụng bệ pháo tự động điều khiển từ xa cỡ 30-35mm. Quan sát thiết kế của tàu tuần tra TT-1500 mà Nhật Bản đang đóng mới cho cảnh sát biển Việt Nam và lớp Kunigami của họ, có thể dễ dàng nhận ra nét tương đồng rất lớn. Tàu của chúng ta có thể chỉ là phiên bản thu nhỏ một chút mà thôi. Ngoài ra, mặt boong sau của tàu rất rộng, phù hợp cho nhiệm vụ cứu hộ, đồng thời được bố trí một sàn đáp trực thăng. Dù cho tàu không được thiết kế hàn ga để có thể tiếp nhận trực thăng đi theo trong những nhiệm vụ dài ngày trên biển, nhưng nó vẫn có thể cung cấp nhiên liệu và năng lượng cho trực thăng. Trước đó không lâu, tuần duyên Philippines cũng đã công bố mô hình tàu tuần tra cỡ lớn có chiều dài 94m mới của họ, cũng được thiết kế dựa trên lớp Kunigami của Nhật Bản. Điểm đáng nói ở đây là ống khói của tàu được đặt sang hai bên, phía sau thượng tầng, chứ không phải chỉ một ống khói đặt ở giữa như trên tàu của Nhật Bản. Vậy là trong tương lai tới đây, cảnh sát biển Việt Nam sẽ được bổ sung một số lượng đáng kể tàu tuần tra cỡ lớn từ Nhật Bản, có phần tăng cường hơn nữa khả năng thực thi pháp luật trên biển của mình. Việt Nam trong những năm qua cũng đã tiếp nhận một số tàu tuần tra lớp TCO cũ do Nhật chuyển giao cho lực lượng chấp pháp. Mối quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nhật ngày càng thực sự phát triển giữa tình hình phức tạp trên Biển Đông, và sự giúp đỡ này là vô cùng quý báu, cần thiết cho ta trong công việc giữ gìn và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Tàu tuần tra TT-1500 là điểm sáng trong công tác tuần tra đường thủy của nước ta, nhận được rất nhiều sự quan tâm trong và ngoài nước, cũng như các nhà quan sát quốc tế. Khi mà với số lượng bổ sung 6 tàu tuần tra hiện đại cỡ lớn, cảnh sát biển Việt Nam chắc chắn sẽ nâng cao năng lực đáng kể và thu hẹp khoảng cách trọng lượng về đội tàu đối với hải cảnh Trung Quốc trong các cuộc đụng độ. Cho tới thời điểm hiện nay, các loại tàu tuần tra cỡ 1.500 tấn là phân khúc rất thiếu thốn trong trang bị của cảnh sát biển Việt Nam, khi ta chỉ duy trì một tàu duy nhất là chiếc CSB-8003 do Hàn Quốc viện trợ từ năm 2013. Ngược lại, đội tàu cảnh sát biển tuần tra chủ lực có lượng dạn nước từ 400 cho tới 700 tấn và một số tàu kéo san vết do công nghiệp quốc phòng trong nước tự chế tạo có lượng dạn nước là 1.200 tấn. Cùng với đó là 4 tàu tuần tra đa năng DN-2000 cỡ 2.200 tấn hiện đại. Có thể nói, mẫu tàu 1.500 tấn là mẫu tàu tuần tra đa năng có lượng dạn nước xu hướng với các nhiệm vụ tuần tra dài ngày trên Biển Đông và trong các vùng biển chủ quyền, có khả năng chịu đựng các điều kiện thời tiết tốt hơn nhiều so với đội tàu tuần tra chủ lực hiện nay của cảnh sát biển. Việc bổ sung tới 6 tàu tuần tra TT-1500 sẽ như một luồng gió mới thổi vào lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã khát khao thay máu đội tàu chất pháp trong những năm đầu của thập niên 2020. Dẫu vậy, cho tới nay, tròn 3 năm mọi thông tin về TT-1500 đã bật vô âm tín, chỉ còn 2 năm nữa là kết thúc thời hạn bàn giao những tàu tuần tra cuối cùng từ phía Nhật Bản. Dẫu vậy, vẫn chưa hề có thêm một thông tin hay động tĩnh mới nào về đề án 1500 đầy tham vọng. Chưa có một tàu nào được đặt kỳ, chưa một thiết kế hay đồ họa chính thức nào được lộ diện. Giữa thời điểm mà tưởng chừng như mọi thứ đã trở thành câu chuyện của quá khứ, thì tin vui mới về TT-1500 lại một lần nữa được cập nhật, làm thắp lên những hy vọng về một lớp tàu mới của cảnh sát biển Việt Nam. Trong bài viết mang tên Tăng cường năng lực bảo đảm an ninh an toàn trên biển cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam được đăng tải ngày 6 tháng 8 vừa qua, trên trang chủ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, vào ngày 4 tháng 8 năm 2023, tại Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và ông Koyama Tomoyuki, Chủ tịch Tập đoàn Khoa học Hàng hải Nhật Bản đã thành công ký kết hợp đồng gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc dự án tăng cường năng lực bảo đảm an ninh, an toàn trên biển của Việt Nam. Như chúng tôi đã thông tin ở đầu chương trình, dự án tăng cường năng lực bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải trên biển Việt Nam là dự án cung cấp vốn ODA trị giá 350 triệu đô la của Nhật Bản cho cảnh sát biển Việt Nam, đóng mới 6 tàu tuần tra 1.500 tấn. Đây chính là thông tin mới nhất được cập nhật về đề án có tính chất quan trọng này. Việc ký kết thành công gói thầu dịch vụ tư vấn có nghĩa là khả năng cao hiện nay mới chỉ là khởi đầu các bước tư vấn về các kiểu, kích cỡ, thông số kỹ thuật của tàu cho phù hợp với nhu cầu của cả hai bên và từ đó sẽ tiến tới các thiết kế hoàn chỉnh cho bước tổng duyệt tiến hành đóng mới theo thiết kế cuối cùng. Dù cho mới chỉ là bước khởi đầu sau 3 năm không có động tĩnh nào đáng chú ý, song đây vẫn là một thông tin rất vui khi ít nhất dự án TT-1500 vẫn được ta và phía bạn thực hiện chứ không thực sự bỏ lỡ như những dự án tiềm năng khác trong quá khứ. Tiêu biểu như đề án DN-4000 đóng tàu tuần tra 4.000 tấn cho cảnh sát biển. Khả năng cao thời hạn tháng 10 năm 2025, bàn giao đầy đủ 6 tàu cho cảnh sát biển Việt Nam sẽ là một thời hạn khó đạt được
khi thời hạn này chỉ còn lại vừa đủ 2 năm. Tuy nhiên, sự bổ sung chậm trễ còn hơn là không có sự bổ sung nào, và đây chắc chắn sẽ là một bước tiến quan trọng mới trong quan hệ giữa lực lượng chấp pháp hai nước nói riêng, giữa tình hữu nghị bền chặt và tốt đẹp của hai quốc gia nói chung. Giữa thời điểm tình hình Biển Đông đang có các diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự nâng cấp và tăng cường đội tàu tuần tra của các đơn vị chấp pháp Việt Nam trên biển, trong bối cảnh ta đã không còn tiếp tục đóng mới các tàu tuần tra mới do đã đủ số lượng yêu cầu, thì sự bổ sung 6 tàu tuần tra TT-1500 chắc chắn sẽ là tin vui trên cả mức mong đợi, góp phần tăng cường thêm những năng lực của những đơn vị bảo vệ pháp luật quốc gia và chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải đất nước. Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, những hình ảnh chi tiết đầu tiên về một mẫu tàu tuần tra TT-1500 hoàn chỉnh sẽ sớm được công chúng biết tới. Ngoài Nhật Bản ra, thì trong vài năm gần đây, Việt Nam rất tích cực mua thêm các trang bị từ các cường quốc vũ khí, trong đó bao gồm cả Mỹ. Hồi đầu năm nay, Hoa Kỳ cũng tuyên bố sẽ cung cấp cho Việt Nam thêm một tàu tuần duyên nhằm giúp Hà Nội tăng cường an ninh trên biển. Theo đó, phái đoàn các nghị sĩ và dân biểu Hoa Kỳ trong chuyến thăm Việt Nam vào hồi tháng 4 đã nhắc tới việc nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên đối tác chiến lược. Trong khuôn khổ này, ngoài hai tàu tuần duyên mà phía Mỹ đã cung cấp cho Việt Nam, phía Hoa Kỳ sẽ sớm cung cấp thêm cho Hà Nội một tàu tuần duyên nữa. Việc này sẽ được thực hiện sau khi mọi chi tiết liên quan được hoàn tất. Vào ngày 20 tháng 4 năm ngoái, Đại sứ Hoa Kỳ Mark Knapper khi đến nhận nhiệm vụ mới tại Hà Nội cũng nhắc đến vấn đề chuyển giao tàu tuần duyên cho Việt Nam. Ông Mark Knapper nhắc lại cam kết hợp tác của Hoa Kỳ trong lĩnh vực này để tăng cường năng lực của Hà Nội trên phương diện an ninh hàng hải. Ông Mark Knapper nhắc lại vào năm 2021, Hoa Kỳ bàn giao cho Cảnh sát biển Việt Nam tàu CBS 8021 và vào năm 2017 là chiếc CBS 8020. Nhìn chung, đứng trước các biến động không ngừng của thế giới cũng như tình hình Biển Đông hiện nay, ngoại trừ có được sự ủng hộ của quốc tế, Việt Nam cũng phải tự nâng cấp chính mình để có thể tự lực, tự cường và tăng thêm sức răn đe trên các khu vực là chủ quyền của đất nước, đồng thời chống lại các thế lực nhằm nhè từ nhiều phía. Việc đa dạng hóa các loại tàu tuần tra cỡ lớn hay cũ khi đều là nhiệm vụ cấp thiết cần thực hiện ngay. Cảm ơn các bạn đã yêu thích và ủng hộ Hố Xanh. Xin chào và hẹn gặp lại! Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh kiến thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh kiến thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!